Video trước mình có làm top 10 tính năng cải thiện cực ngon trong Granny. Thế vậy thì ngại gì mà không làm top 10 tính năng cần phải được cải thiện trong Granny nhé? Đầu tiên, một trong những tính năng cần phải được cải thiện, đó chính là tính năng thông báo khi Granny hồi sinh. Cái này, mình chắc chắn ai cũng phải cần rồi. Bởi việc người chơi không hề biết Granny hồi sinh lúc nào sẽ gây một phần bất lợi cho ta. Việc không biết Granny hồi sinh lúc nào khiến ta luôn phải ở trạng thái cảnh giác, luôn tự hỏi rằng Granny hồi sinh hay chưa, bà ta đang ở đâu, và rất dễ có thể bị Granny đánh lén hoặc bị đánh bất ngờ. Việc phải tự căn thời gian lúc Granny hồi sinh thì cực kỳ phiền phức và không phải ai cũng làm được. Chế độ cực khó thì có thể căn được, nhưng ở những chế độ dễ, bình thường và khó thì căn kiểu gì? Rõ ràng, người chơi phải tự cảm nhận, nói chung khá may rồi. Nên nếu như cải thiện tính năng này, sẽ là một trong những thứ cải tiến cực ngon trong Granny. Biết được Granny hồi sinh lúc nào không phải giúp ta chủ động hơn sao? Tiếp theo, có lẽ ai cũng từng mong muốn nhân vật trong Granny có thể nhảy và cầm được nhiều đồ cùng một lúc. Tuy nhiên, nó không xuất hiện trong Granny mà lại chỉ xuất hiện ở trong The Twin. Như chúng ta đã thấy rõ ràng, nếu nhân vật có khả năng nhảy và cầm được nhiều đồ cùng lúc thì player đã trở nên cơ động hơn rõ rệt, bớt khuyết tật hơn rất là nhiều. Có thể nhảy lên các địa hình hoặc né các chướng ngại vật khác nhau, điển hình như bẫy gấu. Cầm được nhiều đồ cùng một lúc sẽ giúp cho ta chủ động hơn trong việc giải đấu và tấn công. Kiểu như vừa có thể cầm một khẩu súng để phòng thân, vừa cầm được hai món đồ khác để đi giải đấu chẳng hạn. Như thế có phải tiện lợi hơn không? Đỡ phải đi qua đi lại, đỡ phải chuyển từng món đồ một, rất mất thời gian. Nên nếu player trong Granny có khả năng này thì tuyệt biết mấy nhỉ? Một trong những chi tiết không biết mọi người có để ý nhiều và có cảm thấy khó chịu với nó hay không, nhưng với bản thân mình thì mình rất ghét nó. Đó chính là tính năng máu me khi người chơi đang ở ngày thứ tư và ngày thứ năm. Đúng là tính năng này giúp cho game trở nên thực tế hơn, khi người chơi bị ăn gậy vào mồm vài phát thì đương nhiên phải có máu rồi. Nhưng chính vì hiệu ứng này lại là một con dao hai lưỡi. Không biết mọi người thấy thế nào, chứ mình thấy nó vướng vở cờ lờ. Nhìn vừa khó chịu vừa vướng lại còn bị khuất tầm nhìn nữa chứ. Nói chung là cực kỳ khó chịu. Mình mong, nếu như có sửa tính năng này, thì mong có thể cho bật hoặc tắt máu me như trong Evil Nun vậy. Như vậy sẽ hiệu quả hơn, hoặc xóa luôn đi cũng được. Vấn đề tiếp theo mình nghĩ ai cũng đã từng gặp phải, đó chính là vấn đề vướng xác của hai ông bà trong việc đi lại. Nếu như hạ gục hai ông bà ở những khu vực rộng rãi thì không nói, nhưng nếu như mà ở những con đường hẹp thì đúng là ối rồi ôi. Thực sự là éo thể nào nhúc nhích được, kể cả là 1 cm. Điều này có lẽ gây một sự ức chế không hề nhẹ cho người chơi. Vấn đề này ở trong chế độ dễ hoặc bình thường thì không nói. Nhưng nếu như ở trong chế độ khó và cực khó thì vấn đề ngu si này sẽ gây mất những giây phút quý báu của người chơi. Vì thời gian chết của ông bà ở trong những chế độ khó là không nhiều, vậy mà gặp trường hợp như này thì đúng là khóc thét. Mình nghĩ cho người chơi đi xuyên qua xác của họ là cách tốt nhất. Thế nó sẽ tiện hơn. Tính năng này đã được áp dụng cho Granny Revamp, nhưng đương nhiên, mod đó không phải developer tạo ra, nên không tính. Vấn đề đập xuyên cửa của Granny chắc hẳn ai cũng đã từng gặp rồi. Mặc dù ở những phiên bản gần đây, developer đã cố gắng fix nó, nhưng cũng chỉ hạn chế một phần. Vấn đề này đôi lúc gây ức chế cho khá nhiều người chơi, khiến nhiều người chết rất sàm trong cay cú. Nhưng mình nghĩ, vấn đề này khó mà có thể cải tiến và giải quyết được nó. Bởi không chỉ có Granny gặp phải tình trạng này, mà rất nhiều game khác cũng gặp phải. Nên nếu như không cải thiện được thì cũng phải chấp nhận, mà nếu cải thiện được thì càng tốt. Bên cạnh việc cần phải có tính năng thông báo khi Granny hồi sinh, thì chắc chắn không thể thiếu tính năng thông báo khi Granny hết mù rồi. Vậy nếu như biết được khi nào Granny hết mù, thì người chơi có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của chai xịt hơi cay này. Đồng thời, cũng một phần bắp sức mạnh cho chai xịt hơi cay một tí, đỡ yếu thế hơn những vũ khí khác. Nên chả có lý do gì mà không cải thiện tính năng này đúng không?
Yamero! Tính năng xem camera trong Granny 2 có vẻ như chưa được nhiều người chơi sử dụng và không đóng vai trò quá quan trọng trong game. Camera thực sự vẫn chưa quá hữu dụng trong vấn đề theo dõi kẻ địch. Đầu tiên, camera lại không cho ta xem được những khu vực quan trọng hơn trong map. Điển hình như chỗ này và chỗ này, đồng thời cũng có một số góc quay khá là vô dụng, ví dụ cái này. Chỗ hai ông bà đi lại nhiều thì đéo có, nhưng chỗ kẻ địch ít khi đi lại thì lại có. Đơn giản như, cái cam này, góc nhìn đó quá hẹp và khu vực đấy hai ông bà cũng ít khi đi lại nữa chứ. Chưa kể, ta không thể nào xem tất cả các camera cùng lúc mà chỉ có thể xem được một trong năm cái mà thôi. Nên nó khá thụ động. Vả lại, trong lúc xem cam, còn chẳng biết được lúc nào hai ông bà đến từ đằng sau để hỏi thăm sức khỏe nữa chứ. Nên mình mong rằng, trong tương lai, tính năng xem camera có thể đóng vai trò quan trọng hơn và hữu dụng hơn. Chứ hiện tại, nó chưa có nhiều công dụng lắm. Vấn đề bom nổ xuyên tường có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều người. Nó sẽ khá sốc với những người chơi mới khi lần đầu tiên dùng bom trong Granny. Đúng là tính năng này đôi lúc cũng giúp người chơi dễ dàng hạ gục kẻ địch hơn. Nhưng mình thấy tính năng nổ xuyên tường này có hại nhiều hơn là có lợi. Có khi, chỉ vì tính năng nổ xuyên tường này khiến nhiều người chơi họ ngại dùng bom hơn. Khi dùng bom cũng cần phải cảnh giác hơn trong vấn đề ném. Mong sau này, nó sẽ không còn nổ xuyên tường nữa. Như trong vạc nổ của Evil Nun thì ai nói gì đâu. Tiếp theo là vấn đề cho con nhện ăn. Như ta đã biết việc cho con nhện ăn ở trong Granny 1, thì ta chỉ có thể cho đúng một lần duy nhất. Nghĩa là nếu như cho con nhện ăn xong, mà bạn vẫn chưa lấy được đồ của nó, thì buộc phải dùng vũ khí để khử nó. Nếu như miếng thịt đó có thể cờ lon vô tận như trong Granny 2 thì sẽ rất ngon. Mình biết tính năng cờ lon thịt này, có lẽ nhiều người không cần lắm, nhưng cho tính năng này nó cũng chẳng hại gì cho người chơi đúng không? Tội tình gì mà không thêm vào chứ? Tính năng lắp tranh trong Granny, có lẽ mình đã nói quá nhiều về nó. Không chỉ yếu, phế, nó lại còn rất mờ nhạt trong game. Nhiều lúc, mình còn quên luôn cả tính năng này nữa cơ, quên luôn cả sự tồn tại của nó. Vì đơn giản, tính năng lắp tranh này chưa có nhiều đóng góp cho người chơi, công dụng của nó không xứng đáng để người chơi đi tìm tận 5 mảnh bức tranh rải rác khắp map cả. Nghĩ xem, mất công tìm mấy mảnh tranh, tốn bao thời gian và công sức mà chỉ nhận được thêm một ngày, liệu có đáng không? Mà tính năng này lại chỉ có thể dùng trong chế độ dễ và bình thường. Nói chung, tính năng lắp tranh có cùng chung số phận với tính năng xem camera trong Granny 2. Chúng tuy rất sáng tạo nhưng lại chưa có đóng góp nhiều trong game. Quá mờ nhạt, chúng cần phải được cải thiện nhiều hơn.